Thưa quý vị và các bạn Đối với công việc xử lý ảnh Chúng ta hay bị lệ thuộc vào các bộ lọc Xử lý da chúng ta cũng cần bộ lọc Tách nền chúng ta cũng cần bộ lọc Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng Với Photoshop chúng ta cũng có thể làm được công việc này Bạn hãy tự đặt một tình huống như thế này Giả sử các bạn đi xin việc làm Chủ tiệm muốn test qua tay nghề chúng ta về Photoshop Do đó họ cố tình họ không cài tất cả bộ lọc Mà chúng ta thường hay quen sử dụng vào trong máy mà người ta yêu cầu người ta thực hiện các công việc thì không lẽ trong trường hợp đó bạn đành bỏ tay để đi về bỏ mất một cơ hội của mình đối phó với những cái tình trạng như vậy thì tôi hướng dẫn bằng số thủ thuật Photoshop và đặc biệt là ghép ảnh tách nền vẫn còn giữ nguyên tốc mà không sử dụng một bộ lọc nào cả tất cả là những cái lệnh thông thường của Photoshop hãy giả sử bạn nhìn trên màn hình của bạn đây là hình cô gái chụp trên cái nền trắng à, nếu như cách thông thường các bạn hay sử dụng đó là dùng magic One tool các bạn chấm vào rồi các bạn delete hoặc là nếu bạn khéo hơn bạn sẽ dùng công cụ dây thòng thòng lasso hoặc là công cụ bát để các bạn cắt rồi bạn xóa như vậy thì rất là lâu mà lại chính xác không có cao thì chúng ta hãy tìm hiểu qua một công cụ nữa của photoshop phục vụ cho việc tách nền cắt ghép ảnh đó là công cụ background eraser và magic eraser. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện như sau thưa quý vị. Chúng ta chọn vào công cụ background eraser và các bạn sẽ lưu ý hai thông số cần thiết của công cụ này. Đó là thông số của hạt nét bạn chọn là từ 70 đến 80 phần trăm thứ hai là thông số của tolerance bạn nên để 10 phần trăm nếu bạn để lớn quá thì nó sẽ bị phạm vào trong hình Bây giờ sau khi đã chỉnh được hai thông số của công cụ, các bạn hãy lưu ý cái công cụ chúng ta nó có cái vòng tròn, nó là hình cái cỏ tô nhưng bạn hãy quan tâm tới chữ thập nằm giữa. Bạn hãy click chữ thập này vào vùng background mà chúng ta cần bỏ nó nhấp vào đây thì cái hình ta tự động nó sẽ trở thành transparent nghĩa là rỗng nền. Chúng ta hãy click vào trên phần nền của ảnh thì bạn thấy click đến đâu thì nền nó sẽ được loại bỏ đến đó và nó hiện phần cho lên và thật tuyệt vời là nó không phạm vô trong phần phần ảnh chi tiết của chúng ta như là tay như là tóc như là quần áo bởi vì chúng ta cho cái độ torrent chỉ có 10 phần trăm cho nó không bị ảnh hưởng nếu như bạn cho lớn lên chẳng hạn tôi để đây 50 phần trăm bạn sẽ thấy nó khác thì bạn nhấp vào đây bạn xem này nó bị phạm vô trong phần da của nhân vật ta bỏ đi ta cho là 10 phần trăm thì bạn thấy nó sẽ hoàn toàn khác nhấn vào đây bạn thấy và nếu như mà thấy chưa rộng mà nhấn thêm một lần nữa thì nó sẽ rộng hoàn toàn. Sau khi ta đã tạo ra cái đường rảnh biên hai bên, sau đó ta dùng tiếp công cụ là Magic Eraser, ta click vào đây thì nó tự động nó sẽ mất hết nguyên một giải cho chúng ta. các bạn thấy bây giờ cái hình chúng ta nó đã rỗng hoàn toàn mà bạn hãy phóng to lên phần này bạn thấy rằng những sợi tóc con nó vẫn còn nguyên nó không mất cái gì cả thưa quý vị và nếu kỹ chúng ta sẽ dậm ở đây một chút xíu nữa và lưu ý là công cụ eraser thì bạn cũng để là tolerance cũng là 10 chứ không để quá lớn. Đó là trường hợp thứ nhất. Bây giờ chúng ta giả sử làm việc với trường hợp thứ hai như sau. Chúng ta thấy rằng hình nhân vật này phức tạp hơn một chút. Là tóc nhiều hơn và nền nó cũng phức tạp hơn thì cũng tương tự như vậy, bạn cũng đừng sợ, bạn hãy để thông số hoàn toàn giống như ban đầu là từ 70 phần trăm của hạt NAS và Torrent là 10% và chúng ta cũng hãy vô tư mặt rít bằng rít tới đâu nó cũng sẽ mất đó mà tóc vẫn còn được giữ nguyên si đây bạn hãy xem đây tóc còn nguyên tất cả bạn rít vào trong đây đó bạn thấy những sợi tóc con nó vẫn còn được giữ nguyên không phạm vào trong trong người Rồi, sau cùng chúng ta dùng là magic eraser chúng ta chấm vào những phần này nó sẽ loại từng mảng cho chúng ta và nếu kỹ hơn bạn hãy dùng tiếp tục công cụ này chúng ta dậm vào những cái chỗ còn sót lại trên vùng mảnh chúng ta bạn thấy rằng cái ảnh ta nó còn có những chỗ mà hơi viền thế này, nó còn những chỗ như thế này, nó còn chút xíu những chỗ xanh như thế này. Thì bạn đừng lo, bạn chỉ việc chọn cho tôi công cụ là lasso chúng ta chấm vào những khoảng này. Chúng ta hãy vẽ những khoảng còn dư trên tóc thế này đây. Bạn hãy khoanh thế này. Bạn hãy sử dụng cho tôi hiệu ứng là Colorance. Select Colorance chúng ta sẽ chấm vào những cái phần màu trắng còn sót lại những phần trắng còn sót lại chúng ta kéo lên đây bằng nhấn OK và chúng ta phải nhấn phím Delete để xóa những kênh trên D còn thấy lọc cho chúng ta rất là kỹ và tương tự và vậy chúng ta sẽ làm cho vùng còn lại đó là vấn đề chúng ta tách nền mà không cần một hiệu ứng một bộ lọc nào trong đây cả thưa quý vị